Wow. Xin chào cả nhà đã xem kênh của Diễm nha. Hôm nay thì chỗ của Diễm lại trời mưa nữa rồi cả nhà ơi. Mưa từ sáng tới chiều luôn. Mưa kiểu như vậy á, ở trong nhà suốt ngày luôn á. Ra ngoài lú đầu ra là rất là lạnh luôn nha cả nhà. Hôm qua trời mưa nhưng mà bữa nay trời nắng đẹp nha cả nhà. À, hổm gà năn nỉ với chồng của mình quá trời luôn, ảnh mới cho đi hái nấm đó. À, tại vì cái loại nấm này nó mọc ở trên núi á cả nhà, nên là chồng của Diễm không có chịu cho đi. Cái nấm này mình muốn hái là phải leo lên núi á, rồi vô rừng mới hái được đó cả nhà, nên chồng của Diễm nói thôi bầu bì rồi không có cho đi hái, sợ nguy hiểm á, năn nỉ quá trời mới cho đi á. À, bữa nay leo lên núi ở trên đó để đi hái nấm đó cả nhà. Così. Sì. Okay, dopo si fa così, vedi? Sì. Dobbiamo guardare bene dopo perché...
Vai, vai. Penso di sì. Sì. Guarda. Wow. Guarda che è vicino. Tanti. Dopo mettiamo su un piattino e facciamo una foto.